Chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, bạn nào chưa có đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký nha. Sau đó bấm vào cái chuông bên góc thì để video của mình được sớm đến tay mọi người nhanh hơn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì thông tin đầu tiên chính là thị trấn huyện Châu Thành thông báo về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Châu Thành. Thì hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất là phải có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế, phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ 1 tháng 5 đến 31 tháng 12 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19. Thì mức hỗ trợ và phương thức chi trả là mức hỗ trợ là 3 triệu đồng cho một hộ kinh doanh. Phương thức chi trả là một lần cho một hộ. Thì hồ sơ thủ tục như sau. Một là đơn đề nghị hỗ trợ là đơn mẫu số 11. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân bản photo. Giấy phép đăng ký kinh doanh bản photo. Thì thời gian nhận hồ sơ là trong giờ hành chính từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021. Thì địa điểm tiếp nhận hồ sơ là phòng tiếp dân, Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành, khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Và thông tin tiếp theo là tại thị trấn Chợ Lách, nhậu sai gây mất an ninh trật tự. Thì ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8, công an thị trấn Chợ Lách đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 20 triệu đồng đối với đối tượng là LHD, sinh năm 1992, nơi cư trú là thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đã có hành vi vi phạm là nhậu sai, sau đó gây mất an ninh trật tự tại chốt kiểm dịch, không chấp hành quyết định số 186 trên quy đê của Ủy ban nhân dân ngày 5 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về thực hiện cách ly để phòng chống dịch, xảy ra vào ngày 17 tháng 8 tại chốt kiểm dịch thuộc ấp Thới Định, thị trấn Chợ Lách. Thông tin tiếp theo nữa, làm việc với hai anh em đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội. Thì ngày hôm qua, ngày 18 tháng 8, công an thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã mời Võ Công B và Nguyễn Trường G cùng ngụ xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành đến làm việc để làm rõ hành vi đăng tải và bình luận xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức lên mạng xã hội. Thì trước đó, vào tối ngày 16 tháng 8, tổ tuần tra xử lý vi phạm quy định về phòng chống dịch xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre phát hiện 3 thanh niên đang chở nhau trên xe mô tô có dấu hiệu vi phạm về phòng chống dịch. Qua kiểm tra, các đối tượng đều ra đường với lý do không chính đáng. Trong quá trình lập biên bản, Võ Công B có thái độ không hợp tác và dùng điện thoại quay clip, sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook với nội dung chửi bới, xúc phạm lực lượng tham gia phòng chống dịch. Thì Nguyễn Trường Rê là anh họ của B đã tham gia bình luận với lời lẽ phản cảm, không đúng sự thật về lực lượng công an. Qua buổi làm việc, Võ Công B và Nguyễn Trường Rê đã nhận thấy hành vi vi phạm của mình là vi phạm pháp luật, ăn năn hối lỗi và cam kết không tái phạm. Hiện công an thành phố Bến Tre đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre, từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày tại Bến Tre là 27 ca. Và toàn tỉnh tính đến ngày hôm nay là 1.455 ca. Bến Tre hôm nay ghi nhận thêm 1 ca tử vong tại Mỏ Cày Bắc. Hiện tỉnh đến nay ghi nhận là 33 ca tử vong và có 43 ca ra viện. Thì tính đến ngày hôm nay Bến Tre có 843 ca đã ra viện. Thì 2 ca dương tính mới hôm nay được ghi nhận là tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, đều trong khu cách ly và phong tỏa. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.